Konnichiwa. Chào mọi người. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh cuốn. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 300g thịt heo xay, 100g nấm mèo, nửa củ hành tây và một củ cải. Bánh tráng. Một thau nước, cho vào đây một tí xíu dầu. Hôm nay nhà mình có bánh tráng này nên là mình sử dụng bánh tráng này, nó hơi mỏng, hơi dai, không được dai lắm. Cho từng cái bánh tráng vào đây và nhúng cho ướt hết, rồi mình để vào. Mỗi cái bánh tráng là một cuốn, mình nhúng vừa đủ lượng bánh cuốn mình cần dùng. Ngâm bánh tráng trong nước khoảng 30 phút. Tiếp theo mình làm nhân. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một ít tỏi cắt nhuyễn, hành tây và củ cải cắt nhuyễn vắt nước, nấm mèo cắt nhuyễn, thịt heo bằm. Bắt một cái chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn vào, cho tỏi vào, phi cho vàng. Tỏi đã vàng như vậy rồi, mình cho tiếp tục thịt heo băm vào. Nêm gia vị, mình cho vào một ít tiêu. Nửa muỗng cà phê muối. Hai muỗng cà phê đường. Trộn đều lên cho gia vị thấm vào thịt. Tiếp tục cho nấm mèo vào. Trộn lên. Cho tiếp hành tây và củ cải đỏ vào. Trộn đều lên. Nhân đã chín rồi, bây giờ mình tắt bếp. Sau 30 phút ngâm nước, bánh của mình đã nở rồi. Giờ mình bắt đầu lấy ra và cho nhân vào cuốn. Với tỷ lệ 1 nước mắm, 2 nước, 2 đường và 1 nửa cốt chanh. Cắt vào đây 2 quả ớt. Tiếp theo mình sẽ làm mỡ hành. Cho vào hành 1 ít đường, 1 ít muối,
và một ít dầu, quậy lên, bọc thực phẩm lại và cho vào lò vi sóng 30 giây. Phết mỡ hành đều lên mặt bánh cuốn. Để lên một ít giá, một ít dưa, một ít rau sống, giò và nem chua. Rắc lên một ít đậu phộng và một ít hành phi, rồi chan nước mắm lên. Mình vừa hoàn thành xong món bánh cuốn nóng nhanh, gọn và rất là hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn subscribe hoặc share và đăng ký cho kênh của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các clip sau. Arigatou gozaimashita. Mata ne.